Chay. Ê. Ê, có nhà không? Có. Mẹ được uống rượu à? Mà uống một tí, mẹ uống một tí mà. Mà suốt ngày mẹ cứ uống rượu đây. Cô uống nữa này. Uống một tí thôi không sao đâu mà. Uống một tí thôi không sao. Đi thôi mẹ, không uống nữa. Uống một tí thôi mà không sao. Mẹ uống một hết một tí mẹ thôi nha. Uống một tí.
đâu. Con đưa đồ cho hai mẹ con kia, hai mẹ con bên kia khổ lắm. Con chủ bà. Con không đi nữa. Nhà công bà là công mẹ thôi. Con đi một tí con về mà. Con đi một tí rồi. Lúc mà lúc phải đi chốt ngày phải đi đâu chốt phải đi đâu cá văn cứ dưới gần cho mẹ Thank you.